Thưa quý vị và các bạn, trong các bản tin thời sự trước, phóng viên đã có phản ánh về tình trạng mất an toàn giao thông cũng như ô nhiễm môi trường tại tỉnh lộ 16 trên địa bàn thị xã Hương Trà. Trước thực tế đó, người dân sống dọc hai bên đường đã dùng các vật dụng cây cối để chặn không cho các phương tiện xe tải lưu thông. Phản ánh của phóng viên về nỗi khổ của người dân nơi đây khi hàng ngày phải đối mặt với những khó khăn trong sinh hoạt đời sống. Chỉ trong vòng 30 phút, đã có tới hàng chục lượt xe tải, xe được cơi nới thùng lên cao, chở đất đá, vật liệu xây dựng, được che đầy sơ sài, ngang nhiên lưu thông với tốc độ cao trên đường, cuộn theo cả lớp bụi mù mịt theo sau. Dọc hai bên đường, cây cối đều bám lớp bụi trắng xóa. Cả đoạn đường dài hơn 2 km, nhưng xuất hiện vô số những ổ voi, ổ gà. Xe anh chạy lường nhiều mà bụi quá, dân chịu không nổi. Rồi ảnh hưởng tới những đứa cháu nhỏ nữa, bụi quá mà. Một ngày là suốt là phải 5-7 lần mà vẫn bụi. Đường xuống cấp trầm trọng. Mùa nắng thì bụi bay mù trời, mùa mưa thì lầy lội. Mọi hoạt động buôn bán hai bên tuyến gần như bị ngưng trệ. Bất an, lo lắng về nguy cơ xảy ra tai nạn là tâm trạng chung của người dân và cả phương tiện thô sơ khi tham gia lưu thông. Tải trọng của xe thì cũng rất lớn, mà chạy thì cái mức độ là rất dài, cho nên là tránh nhau thì thường là ảnh hưởng đến người dân đi đường, đặc biệt là lưu thông trên đường, nhất là các cháu nhỏ khi mà đi học. Vấn đề thứ hai là khi đất đỏ nó rơi vãi trên đường, thì nó cộng với mưa thì nó sẽ bị bắn tung tóe vào cả nhà dân, vì cái mức độ xe chạy cái tốc độ nó cũng hơi lớn. Tuy là có bảng cấm là qua khu dân cư nhưng mà cái lượng xe chạy cũng rất lớn. Ở Hưng Vang chúng tôi thì có một số hộ dân người ta sinh sống ở khu vực phía trên Mỏ Đá, mỗi lần mà đi về đây thì người ta cũng rất là khổ sở, di chuyển thì người ta cũng đi phải đảm bảo tuyệt đối an toàn vì để mà tránh cả cái phương tiện, đồng thời cũng tránh cả ổ gà ở đây. Do đó thì chúng tôi cũng kiến nghị là cấp trên cần phải có đầu tư sớm để nâng cấp đường này đảm bảo cho cuộc sống của bà con. Xác định tỉnh lộ 16 là điểm nóng về mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường. Hàng ngày, lực lượng chức năng đều bố trí lực lượng tuần tra chốt chặn để xử lý những xe tải có dấu hiệu vi phạm luật an toàn giao thông. Tuy nhiên, công tác tuần tra gặp không ít khó khăn do khi phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông, nhiều tài xế đã chọn cách dừng xe, tắt máy, đậu bên đường, chờ đến khi lực lượng chức năng di chuyển mới tiếp tục chạy. Tình trạng xe hoạt động không chấp hành thì là thứ nhất là các lái xe thường trốn tránh. Tránh né khi mà không có lực lượng cảnh sát giao thông trên mặt đường thì là sẽ tranh thủ chạy 1-2 chuyến. Cái thứ hai là thời gian qua là tình hình dịch bệnh COVID-19 ở tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như là nói chung cũng là địa bàn thị xã Hương Trà nói riêng là diễn biến rất là phức tạp. Anh em lực lượng là còn rất mỏng mà tập trung về phòng chống dịch, cho nên là khi nào mà lực lượng không có thì là cái lượng phương tiện này sẽ hoạt động. Tỉnh lộ 16 là tuyến đường huyết mạch nối dài 4 địa phương tại thị xã Hương Trà. Trên tuyến đường này có 3 mỏ đất cùng với nhiều doanh nghiệp đang hoạt động nên lưu lượng xe lưu thông rất lớn. Đây là quyền lợi lưu thông bình thường của doanh nghiệp và không thể cấm đoán. Tuy nhiên, việc hoạt động với tần suất liên tục cộng thêm việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông của tài xế và doanh nghiệp còn nhiều hạn chế nên tuyến đường tỉnh lộ 16 ô nhiễm môi trường, xuống cấp là điều không thể tránh khỏi. Thời gian tới, bên cạnh sự phối hợp đồng bộ của lực lượng chức năng trong tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm, thì cả cấp có thẩm quyền cũng cần phải quan tâm, sớm ưu tiên bố trí các nguồn lực để nâng cấp tỉnh lộ 16. Có như thế mới giải quyết được bài toán điểm nóng về mất an toàn giao thông tại khu vực này.